we catch up. Đây là cục phát wifi mà mình thuê ở Việt Nam. Show me the money, 생기기 한참 전부터 원래 힙합을 좋아하던 여자. Yo. Cho nên là Bill thường xuyên phải làm việc online, kể cả khi đi du lịch. Ở đây mà chụp hình sống ảo chắc nhiều góc mê ly luôn.
đây là ngọn núi có những ngôi chùa trong hang động. Và bây giờ mình sẽ lên cái hang có ngôi chùa bên trong. Bây giờ thì Bill đang ở trên xe để về lại Seoul. Yeah, I have internet. You have internet? Everywhere I go. Really? Yeah, yeah. I have a Wi-Fi hotspot. Wi-Fi hotspot? Yeah. I can share for you. Oh, really? Yes. It's so, yeah. Wow, it's so small. Nice. That's really easy to carry around. Yeah, you can turn on and connect internet. For a group, maybe 5 or 6 people, we can share internet together. That's and, a lot of people. And it's very fast. Nice. Yeah. Sounds like a good invention.